Rồi âm thanh của những chiếc tù và trong buổi tối hôm nay như kéo chúng con trở lại trong thời xa xưa, giống như chúng con đang đứng trước đạo quân của Philippines, phía đằng trước của chúng con là Goliath, rồi chúng con cất tiếng tù hòa lên, rồi có những con người dạn dĩ bằng cả tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời bước ra để đối diện với những Goliath trong cuộc đời này. Thần của Đức Sơ Va ơi, một lần nữa chúng con biết Ngài đang có một dấu ấn chứng trên hội đồng cầu nguyện này. Ngài đang làm cho bầu không khí của lịch sử, Ngài đang làm cho bầu không khí của sự ngợi khen, Ngài đang làm cho bầu không khí âm thanh của thiên đàng, của tiếng sáo, của tiếng tù và, của tiếng kèn, của những giai điệu âm nhạc ngợi khen Chúa đang kết hợp lại với nhau để cho chúng con biết rằng đó là âm thanh của Đức Chúa Trời. Và cha ơi, Ngài ngự giữa những tiếng ngợi khen, Ngài ngự giữa những tiếng thổi kèn. Xin hãy đến đứng ở giữa vòng của chúng con. Xin hãy đến hiện diện ở tại nơi đây. Ngài làm cho nơi chốn này càng ngập sự vinh quang của Ngài. Ngài làm cho nơi chốn này càng ngập sự hiện diện của Ngài. Đến nỗi âm vang của những tiếng ngợi khen, âm vang của những tiếng tù hòa này, nó cứ lăn lảnh ở trong tâm trí, trong tấm lòng của chúng con, để thôi thúc chúng con đứng dậy giống như là một đạo binh của Đức Chúa Trời với lưng của David, và chúng con sẽ hướng về phía trước, bước tới phía trước và công bố đây là thời điểm của sự đắc thắng, đây là thời điểm của sự vinh quang, đây là kỳ định của một sự thăm viếng mà chưa bao giờ từng có trên đất nước Việt Nam này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin cắt bì lỗ tai của chúng con để lỗ tai của chúng con nghe được tiếng vang này. Nó không phải chỉ là âm thanh của con người, nó không phải chỉ là kỹ năng của những con người, mà đó là âm thanh từ nước thiên đàng, đó là âm thanh của sự ngợi khen, đó là âm thanh của những tấm lòng gào thét lên và ao ước có một sự đụng chạm từ nơi Chúa trên cuộc đời của mình. Lạy Thánh Linh ơi, xin hiện diện, xin đầy dẫy, để rồi chúng con sẽ nhìn thấy trong những ngày tới nhiều người lũ lượt họ sẽ đến với phòng Zoom này, họ muốn được ngợi khen, họ muốn được dự phần, họ muốn được tôn vinh Đức Chúa Trời. Và nơi đây, cha ơi, chúng con như đang ngồi ở trong sự hiện diện của Ngài, và áo Ngài đang bao phủ tại nơi chỗ này. Thần của Đức Giê-hô-va ơi, thần của Đức Giê-hô-va ơi, xin hiện diện và cứ tiếp tục đầy dẫy sự vận hành của Đức Thánh Linh trên mỗi cuộc đời của chúng con, cho đến nỗi chúng con choáng ngợp ở trong sự hiện diện của Ngài, cho đến nỗi chúng con choáng ngợp trong sự thăm viếng của Ngài, cho đến nỗi chúng con có thể nói như Moody rằng xin đủ rồi, vì bởi vì nếu Ngài đầy dẫy nữa thì chúng con sẽ không đủ sức để chịu đựng. Phải Thánh Linh ơi, xin giờ này Ngài làm thành điều đó trên chúng con đi cha, để sự đầy dẫy của Ngài khiến cho chúng con thật sự nhìn ra được, thấy được lộ trình thuộc linh mà Chúa đang vạch sẵn cho thánh của chúng con, để không một người nào nhút nhát, để không một người nào dè dặt, để không một người nào rụt rè, để không một người nào đi dẻo hai bên, để không một con người nào đi một cách lề mề nữa, mà họ sẽ đi nhanh hơn để kịp với dấu chân của Ngài, để kịp với sự hướng dẫn của Ngài, để kịp với sự đụng chạm của Ngài, để kịp với làn sóng phấn hưng mà Ngài đang thổi vào trên đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Thật là một buổi tối tốt lành, thật là một buổi tối đầy ấn tượng để khởi đầu cho một thời điểm mới, một giai đoạn mới của phong trào cầu nguyện, của sự thăm viếng Chúa trên các hội thánh tại đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, xin tiếp tục ở cùng trên dây chuyền cầu nguyện này và làm cho nơi chốn này đầy dẫy hiện diện của Ngài, quyền năng của Ngài. Và Chúa ơi, đằng sau đó là những lời cảm tạ, là những câu chuyện phép lạ, những câu chuyện màu nhiệm, nó sẽ liên tục xảy ra giữa vòng các hội thánh địa phương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.